Kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng trên kênh VTC16. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức về tình hình sản xuất đáng chú ý. Với giá bán khoảng 700.000 đồng một kg, vải thiều lục ngạn hiện đang được bán tại nhiều siêu thị và chợ châu Á lớn tại thành phố Houston, bang Texas. Đây là lần đầu tiên vải thiều Việt Nam xuất hiện tại bang Texas. Trước đó, thì người dân tại thành phố chủ yếu thưởng thức vải của các quốc gia như là Mexico, Australia hoặc từ một số bang nhiệt đới là Florida hay là Hawaii. Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston, Hoa Kỳ cho biết, vào ngày 20 tháng 6 giờ địa phương, công ty LNS International Corporation và công ty LNV Food Supply đã phối hợp đưa lô hàng vải thiều tươi niên vụ 2023 của tỉnh Bắc Giang đến thành phố Houston. Để đảm bảo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, vải lục ngạn đã trải qua hành trình kéo dài 4 ngày từ Bắc Giang lên Hà Nội, bay Nội Bài đến Sài Gòn, rồi đưa qua chiếu xạ theo tiêu chuẩn của nước nhập khẩu và kiểm tra dư lượng trước khi vận chuyển tiếp bằng đường hàng không. Giá bán vải tươi tại Houston hiện khoảng từ 13 đến 15 đô la Mỹ một kg, tương đương khoảng 670 đến 770.000 đồng một kg. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tại Nam Định đã và đang trở thành một xu thế phát triển tất yếu, nằm trong xu thế phát triển chung của cả nước. Tuy nhiên, quá trình này cũng tạo ra những mặt trái, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng nhanh chóng, cần có những giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động này đến người dân sinh sống tại khu vực nông thôn hiện nay. Theo báo cáo, tỉnh Nam Định là địa phương sử dụng lượng thuốc bảo vệ thực vật khoảng 300 tấn một năm, lượng phân hóa học khoảng 160.000 tấn một năm. Sản xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún theo quy mô hộ nông dân, chăn nuôi nông hộ, cùng với việc lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất của một số làng nghề truyền thống cũng gây ô nhiễm cho khu dân cư. Để giảm thiểu những tác động xấu của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của người nông dân, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ cơ chế, chính sách, nguồn tài chính hỗ trợ đến công tác tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ chính môi trường mình đang sinh sống. Với mục tiêu chung của ngành nông nghiệp là phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh, thì nhiều các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ 4.0, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ đã ra đời. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, với sự hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Vĩnh Phúc, một số mô hình nuôi cá nước ngọt thâm canh sử dụng ứng dụng hệ thống cảm biến, ứng dụng công nghệ 4.0 đã ra đời và đem lại những hiệu quả thiết thực. Thay vì phải theo sát ao cá hàng ngày, trực tiếp đo các chỉ số môi trường nước bằng những dụng cụ đo thủ công trước kia, thì nay, chỉ với chiếc điện thoại thông minh như thế này, anh Phạm Văn Tấn, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc có thể kiểm soát ao cá mọi lúc, mọi nơi và ở bất kỳ đâu. Có được điều này là nhờ vào hệ thống cảm biến được lắp đặt trong ao nuôi cá. Thế ngoài cái đây cái chỉ số báo nguồn nước thì mình còn sử dụng được cả cái hệ thống sục khí. Ví dụ như trường hợp mình mà bận, mình chưa có công việc gì đấy là mình dùng ngay điện thoại, là mình quản lý, mình mở trên điện thoại tự động được, chứ không phải như ngày xưa là mình phải ra ngoài đóng mở bằng cầu dao là nó rất bất tiện, trời mưa gió là đi lại nó cũng nguy hiểm. Mà bây giờ quản lý bằng phần mềm trên điện thoại đây, bạn có thể, các bà con có thể ngồi ở trong nhà, bà con bật được, thậm chí là bà con, tôi biết là sử dụng có mạng có 3G hoặc 4G thì bà con có thể trong miền Nam các bà con cũng bật được. Đã có nhiều năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, nhưng mãi đến năm 2022, anh Tấn mới được tiếp cận công nghệ nuôi cá thâm canh. Đến nay, sau hơn một năm trải nghiệm, ứng dụng hệ thống cảm biến trong nuôi cá nước ngọt thâm canh, anh Tấn không còn phải lo lắng nhiều về chỉ số oxy hòa tan, độ pH, nhiệt độ nước trong ao nuôi, không phải canh giờ giấc để bật máy sục khí mỗi khi thời tiết thay đổi. Như trước kia thì mình không ở nhà được, là có những lúc mình không để ý được là cá nó bị do sốc pH với lại bị thiếu oxy trong nước là nó úi, nó sẽ nổi đầu, thậm chí là gây ra chết cá. Thì từ ngày có cái hệ thống này vào thì mình hẹn giờ, thậm chí là mình, bà con có thể đặt là ví dụ khi hàm lượng oxy trong nước
về ban đêm là nó thường xuyên là xuống thấp, thì mình có thể mình đặt tự động khi nó xuống đến ngưỡng mà cá thiếu oxy hoặc là bắt đầu thiếu oxy thì máy nó tự động, nó đã tự động nó chạy rồi. Áp dụng quy trình nuôi cá thâm canh kết hợp vận hành hệ thống cảm biến sẽ giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường và sự phát tán mầm bệnh, nâng cao hiệu quả phòng bệnh trong nuôi trồng thủy sản, tăng mật độ trên một đơn vị diện tích. Có như từ ngày áp dụng cái cảm biến này vào thì cái sản lượng là mình tăng lên gấp 3 đến 4 lần. Và cái quản lý được cái môi trường nước thì cái dịch bệnh của con cá nó sẽ ít đi. Quản lý tốt được môi trường nước, tăng mật độ nuôi trên một đơn vị diện tích đã giúp anh Tấn tăng năng suất và sản lượng, tăng hiệu quả kinh tế. Với hơn 5 hecta ao nuôi cá, mỗi năm anh Tấn thu lãi 400 đến 500 triệu đồng, từ đó cải thiện đời sống gia đình ngày càng tốt hơn. Mình tăng được cái sản lượng thì mỗi một năm thì sản lượng nó rơi vào tầm khoảng 80 đến 85 tấn. Mỗi năm trừ hết chi phí thì mình cũng thu về được khoảng 400-500 triệu. Trước kia thì chỉ được có hơn 100. Thì cuộc sống gia đình của mình cũng đời sống gia đình nó cũng sẽ cải thiện rõ rệt, cũng nâng cao hơn. Đây là nâng cao lên đáng kể. Ngày xưa thì cả một năm làm mới được có 100 triệu, hơn 100 triệu thì cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, ví dụ thế. Đóng học cho con đấy, nhưng giờ thì nó có phần dư. Khi mà áp dụng cái hệ thống này nuôi thì người nuôi đã tăng mật độ hơn so với trước kia. Cụ thể là nhà anh Tấn đây thì năng suất trước khi mà anh triển khai mô hình thì mỗi ao nuôi thì có thể là năng suất là 8 đến 10 tấn trong một vụ. Thì khi mà triển khai mô hình thì từ năm 2022 đến nay thì mỗi một vụ nuôi thì năng suất đã tăng lên khoảng 20 đến 25 tấn sau một vụ nuôi. Qua cái việc mà tăng năng suất như vậy thì đồng nghĩa là người nuôi có thu nhập cao hơn. Không chỉ nâng cao năng suất trên cùng một đơn vị mặt nước, mô hình nuôi cá nước ngọt thâm canh sử dụng hệ thống cảm biến còn tiết kiệm sức lao động và nhân công lao động. Như trước kia mình hơn 5 hát là thì thực ra cũng phải 4-5 người làm, cũng phải bảo thêm người làm hộ nữa thì mình mới làm được. Nhưng mà từ khi mà ứng dụng cái công nghệ này vào thì mình chỉ có hai vợ chồng là làm. Với hiệu quả đạt được, mô hình nuôi cá của anh Tấn đã trở thành mô hình điểm để bà con tại địa phương và trên cả nước đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Cũng có trang trại mô hình nhưng mà của em nó nhỏ hơn, bây giờ đang muốn phát triển rộng. Thế nhưng chưa muốn đi tham quan, vào hỏi thăm chỗ anh Tấn đây, xem là hướng phát triển như thế nào, phù hợp. Đến thì anh cũng bảo hướng dẫn cách kè bờ rồi thì thả con giống, thả con gì cho nó phù hợp. Tỉnh Vĩnh Phúc có gần 7.000 hecta diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Với mục tiêu phát triển thủy sản theo nhiều hình thức, phương thức, đa dạng hóa, đối tượng nuôi, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm. Thời gian qua, Vĩnh Phúc đã ban hành triển khai các chương trình kế hoạch hỗ trợ phát triển thủy sản theo hướng hiện đại hóa, khuyến khích người dân phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản, áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, giảm giá thành sản xuất, thân thiện môi trường, các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Gáp để nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Định hướng sản xuất hiện nay đối với nông nghiệp Vĩnh Phúc ấy, thì cũng như là sản xuất theo hướng hữu cơ này, sản xuất Việt Gáp và sản xuất theo chuỗi để đảm bảo cái quá trình sản xuất nó ổn định. Với nhiều ưu điểm vượt trội như vận hành tự động, dễ dàng quản lý từ xa, quản lý tốt dịch bệnh, môi trường nước, mô hình ứng dụng hệ thống cảm biến trong nuôi cá nước ngọt thâm canh, mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 trong nuôi cá thâm canh đã và đang đem lại những hiệu quả thiết thực. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn thúc đẩy nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến trình thực hiện chuyển đổi số của địa phương. Vâng, có thể nói ứng dụng hệ thống cảm biến kiểm soát các yếu tố môi trường nước trong nuôi cá nước ngọt thâm canh là một trong những tiến bộ kỹ thuật mới nhất hiện nay của ngành thủy sản. Tiến bộ khoa học này đã được ứng dụng ở nhiều khu vực phía Nam. Tuy nhiên, đối với khu vực phía Bắc thì có thể nói Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu. Việc áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản góp phần phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản, nâng cao giá trị thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Vậy nuôi cá theo hình thức này có gì đặc biệt? Mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây.
hơn 5.000 m2 mặt nước nuôi cá nước ngọt truyền thống. Nếu như trước kia cần đến 5 nhân công, thì nay chỉ cần 2 nhân công đã có thể quản lý được toàn bộ. Bí quyết là đây, hệ thống cảm biến kiểm soát các yếu tố môi trường nước. Thiết bị nhỏ gọn, lắp đặt đơn giản, dễ vận hành, kết quả đo chính xác. Giới thiệu với bà con, đây là cái hệ thống cảm biến môi trường nước, báo được cái chỉ số oxy hòa tan trong nước. Cái thứ hai là cái chỉ số pH. Cái thứ ba là cái chỉ số ORP, tức là cái độ oxy hóa khử trong nước. Tức là mình gọi hiểu hôm nay và bà con hiểu là độ trong của nước đấy. Thế thì qua cái ứng dụng này thì mình sẽ biết được là cái lượng oxy hòa tan trong nước nó xuống như thế nào, mình theo dõi được. Cái thứ hai là cái pH, mà cái pH của môi trường nước là rất quan trọng. Thì mỗi sau mỗi một lần mưa hoặc là môi trường nước nó biến động thì cái pH nó sẽ biến động theo, thì từ đó là mình sẽ, nó sẽ báo về máy được cho mình và quản lý trên điện thoại, là mình sẽ trực tiếp mình biết được là từng giờ. Để sử dụng hiệu quả hệ thống cảm biến đo môi trường nước trong nuôi cá, điện thoại thông minh để cài đặt quản lý là thiết bị không thể thiếu. Với việc cài đặt quản lý trên điện thoại, tất cả các chỉ số môi trường trong ao nuôi sẽ hiển thị trên điện thoại 5 phút một lần. So với trước kia mà mình chưa có được cái hệ thống cảm biến môi trường nước này thì có những lần mà oxy nó xuống thấp hoặc là cái môi trường pH nó biến động mạnh là mình cũng không biết. Đấy, hoặc là thậm chí là đến đợt của nó khoảng độ nửa tháng hoặc một tháng mình có điều kiện để mình đi test. Nhưng khi bây giờ áp dụng được cái máy này vào, cái hệ thống cảm biến này vào thì gần như là mình có thể theo dõi được từng ngày, từng giờ luôn. Sau mưa, các chỉ số môi trường trong ao nuôi như nhiệt độ, pH, độ trong, khí độc đều thay đổi. Những thay đổi này có thể bất lợi cho sự sinh trưởng phát triển của cá. Nhưng tất cả các chỉ số này đều được báo về điện thoại. Từ đó anh Tấn có thể kịp thời xử lý. Đấy, em để ý trên cái máy, hệ thống nó báo về máy của anh. Ví dụ như hôm qua trời mưa to đó chẳng hạn, thì hôm nay cái độ pH nó sẽ bị giảm. Bình thường anh là độ pH của nó phải là 7.1 rồi. Nhưng mà vì trời nó mưa hôm qua nó xuống còn có 6.74, tức là nó hơi xuống thấp nhưng mà nó chưa đến mức là nguy hiểm gây cho cá, nhưng mà tức là nó đã xuống. Đó em để ý này. Là 7.1, 7.1 nhưng mà đây bây giờ nó xuống còn có 6.74 này. Đấy, và cái oxy hòa tan trong nước thì nó là 2.39, bình thường là nó phải là 3 chấm chẳng hạn. Đấy, và cái nhiệt độ hôm nay là 31.88, hôm nay nó mát, mưa hôm qua nó mát trời thì nó báo, hôm trước là nếu mà nắng to là nó báo tận 33-34 độ rồi. Ngay khi nhận được thông báo từ điện thoại về chỉ số khí độc trong ao tăng cao, bất lợi cho nuôi cá, anh Tấn ngay lập tức sử dụng chế phẩm sinh học đánh xuống ao để cải thiện môi trường ao nuôi. Để giảm thiểu công lao động, những chiếc máy cho cá ăn tự động như thế này đã được anh Tấn sử dụng. Thay vì việc phải chèo thuyền ra ao cho cá ăn, nắng mưa vất vả, thì nay anh Tấn chỉ cần cho thức ăn vào máy, thức ăn sẽ tự động đưa ra ngoài. Máy bắn cho ăn là cứ tôi chỉ cần việc bật nút. Đấy, bật nút trong này thì nó có hệ thống bật nút khởi động và các chế độ đặt. Đấy, các chế độ hẹn giờ, máy hẹn giờ bắn. Đó, ví dụ mình bán có thể mà hẹn giờ trong độ 20 phút là tự động người ta bán hết cám là máy nó sẽ tự động nó tắt. Hoặc là đến cái giờ đấy mình tự động mình hẹn giờ bật là máy nó tự động nó bật cá cho ăn. Chuyển đổi số không phải là xu thế ngắn hạn mà là định hướng cốt lõi sẽ thay đổi toàn diện ngành thủy sản Việt Nam trong tương lai. Chính vì vậy mà những mô hình thủy sản ứng dụng tiến bộ khoa học mới của Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc sẽ giúp cho bà con nông dân trong tỉnh tiếp cận nhanh và không bị thụt lùi so với tình hình phát triển chung của ngành thủy sản trong nước. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Khuyến nông ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.